Vâng, em xin kính chào tất cả các bác. Các bác đã quay trở lại với kênh của Shop Zipman. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một mẫu Zippo Replica 1941 các bác nhé. Đây, cây Zippo của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Ngoài ra thì các bác có thể là truy cập lên website zipman.vn để các bác tìm thêm những cái mẫu mới nhé. Các bác có thể tìm thấy Zipman ở mọi nơi. Ví dụ như trên Facebook này, thứ hai là ở YouTube, thứ ba là ở Zalo, ở website trên Google đấy ạ. Hoặc là các bác đang đọc báo, các bác cũng có thể thấy được Zipman các bác nhé. Trên này thì em có hơn 200 mẫu cho các bác lựa chọn. Trên này có đầy đủ hình ảnh, giá và có đầy đủ video của các sản phẩm trên website các bác nhé. Đấy. Bác nào mới vào YouTube của Zipman thì cho Zipman xin một like và một nút đăng ký các bác nhé, để chúng ta xem được những cái clip mới của Zipman. Cái Zippo ngày hôm nay của em thì là một cây Zippo replica 1941 rất là đẹp các bác nhé. Nó có chủ đề về thống tướng của Mỹ. Đây các bác nhé. Bác nào chúng ta là một người ưa thích về quân đội Hoa Kỳ thì các bác cũng sẽ biết được về cái ông thống tướng này. Ông này là Douglas MacArthur. Này, Việt Nam mình gọi ngắn gọn là MacArthur. Cái ông này thì làm rất là đặc biệt. Ông này là một trong năm người Mỹ được phong đến hàng thống tướng. Có nghĩa là của nước Mỹ thì chỉ có 5 người được phong hàng thống tướng thôi các bác nhé. Trong đây có ông MacArthur này. Thì ông được giữ chức thống tướng lục quân các bác nhé. Of the Army, Army của Mỹ có nghĩa là lục quân. Đấy. Trên này thì là hình ảnh của ông ấy. Đặc trưng là ông ấy lúc nào cũng ngậm cái tẩu thuốc này. Ngoài ra thì các bác nào mà có tìm hiểu thêm thì ông là người Mỹ duy nhất mà chiến đấu trong cả ba trận chiến lớn của thế giới, đó là chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Triều Tiên. Một chiến tranh Triều Tiên cũng là một cái trận chiến rất là lớn giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản. Đấy. Và ông đang là lọt trong một trong 100 danh tướng xuất sắc của thế giới, là điều khiển, người ta gọi là chỉ huy các trận đánh và giành được thắng lợi đấy các bác. Thì cái hình khắc này là hình khắc CNC khắc sâu các bác nhé, sở tế được nó lõm xuống rất là sâu nên là hình sắc được khá là bền. Và cái màu vàng này là màu vàng đồng của nó, là màu vàng của nguyên liệu làm lên nó, màu vàng đồng nên là các bác không lo cái vấn đề nó bị bay màu mất màu. Nếu như mà bị bay màu mất màu, shop sẽ hoàn tiền đổi mới cho các bác đấy. Ông này có cái câu nói nổi tiếng là trong chiến tranh không có gì thay thế được chiến thắng đấy. Câu nói của ông ấy đấy. Cái ông này mất chức là do là cái việc là ông rất là thẳng tính và thường xuyên đôi co cãi lại, gọi là như thế, cãi lại lệnh của cấp trên và đặc biệt là tổng thống. Các đời tổng thống ông ấy phục vụ qua thì không ngoại lệ nhá. Ông ấy chính vì thế mà ông ấy có mâu thuẫn với Truman và bị Truman cách chức vào năm 1951, kết thúc cuộc đời binh nghiệt suốt 52 năm của ông ấy. Cái thống tướng này thì rất là nổi tiếng, không chỉ ở nước Mỹ mà ông còn rất là nổi tiếng ở Philippines và ở Nhật. Ông là một người góp công rất là lớn cho việc là Nhật có được cái nền hiện đại hóa như ngày hôm nay đấy các bác. Đấy, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái cây Zippo này ấy, thì là nó có cái dáng đặc trưng của cây replica 1941 các bác nhé. Dáng 1941 rất là đặc trưng, dáng bầu. Đây là mục đáy của nó này. Mục đáy thì cũng giống như các cây replica 1941 khác thôi. Đây, rất là đặc trưng, mục đáy vuông như thế này và không có chữ R các bác nhé. Đó là tái bản mà. Và bản lề là bản lề 4 chấu này. Đấy. Em móc tem cho các bác kiểm tra bên trong nhé. Đấy, mặt sau là nó trơn như thế này. Đồng nhám nên các bác sẽ hạn chế được cái việc là bám vân tay và rất là dễ vệ sinh. Cây này thì là cái dáng replica 1941 nên là âm thanh sẽ khá là hay đấy các bác ạ. Để em test cho các bác xem nhé. Đấy, âm thanh rất là hay đấy. Thêm một chi tiết nữa này các bác này, cái dòng replica 1941 thì cái buồng đốt của nó là buồng đốt 14 lỗ các bác nhé, khác với buồng đốt 16 lỗ của cái cây
các cái cây đời mới. Đây, cái bánh xe sổ chỉ này, chốt bánh xe rỗng là cái đặc điểm của hàng 1941 rồi. Đấy, cái ruột của con này thì là ruột bằng thép chuyên không dĩ và được mạ xi màu vàng các bác nhé. Cái lớp xi này thì các bác nên bảo vệ nó bằng cách là dùng chính cái túi ni lông mà hồi nãy các bác bỏ ra đấy. Các bác cắt để lại 1/3 và cho ruột vào thì nó sẽ bảo vệ ruột tốt hơn và cái dép bôi chúng ta cầm xăng lâu hơn. Đấy, cái dáng của dép lì cà 1941 là khi mở ra nó sẽ như thế này các bác này, rất là đặc trưng. Đấy, cổ đá cao này, bánh xe cắt xéo chùm sâu sắc nét rất là đẹp này. Buồng độ cái sợi tim đời mới thì sẽ có cái sợi chỉ màu vàng. Con này thì sản xuất năm 20 các bác nhé, cuối năm 20 đấy. Em rút ruột cho các bác kiểm tra này. Con này là ruột và vỏ Zippo chính hãng thì nó sẽ thường lệch nhau một số tháng. Đấy, đó là cái đặc điểm sản xuất của Zippo rồi. Đấy, đây các bác nhé, nó không quan trọng và nó không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Ngoài ra thì các bác mua hàng tại Zipman thì được bảo hành trọn đời các bác nhé, bảo hành trọn đời. Đấy, các bác dùng có vấn đề gì thì cứ alo cho shop trước các bác nhé. Hôm nay thì shop vừa bảo hành một cây Zippo cho khách là bị cho vào máy giặt quay, nhưng anh ấy đã tự sửa dùng kềm bóp bán lẻ, nó xước hết hàng và shop bảo hành thì xong, nhưng mà nhìn nó cũng không được đẹp lắm bởi vì nó bị xước hết và cho vào máy giặt thì nó bị móp méo do là chắc là quay mạnh quá đấy. Nên các bác dùng có vấn đề gì cứ alo cho shop trước các bác nhé, để cho cây Zippo của chúng ta được bảo toàn cái hình dạng ban đầu đấy. Và shop bảo hành là bảo hành luôn luôn bảo hành và bảo hành vĩnh viễn cho các bác. Cây này thì có giá là 850.000 các bác nhé. Bác nào thích cây này thì nhanh tay liên hệ cho shop, tiếng kêu rất là hay. Một chủ đề cũng rất là ý nghĩa đối với những người mà chuyên nghiên cứu về chiến tranh hay là các vị tướng trong lịch sử đấy. Đây các bác nhé. Vâng, xin kính chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video sau của Zipman. Xin kính chào.